Chụp đi vô. Chị cho mình để chỉnh trang trang phục được chứ? Phải rồi. Quên nhìn em tắm ạ. Quên bắt bóng xong bắt bóng đây chụp luôn. Quên nhìn em tắm ạ. Mọi người nhìn em nha. Không biết sao có sao không Thành? Được được rồi. Được được được. Rồi máy nè. À. Để tắm nữa. Rồi nhìn em nè. À. Tắm nữa nè. Nhìn tắm nữa nha. Rồi em lấy nửa người nè. Rồi máy. Ok. Bác bảo em luôn bác. Bác chụp em xong rồi đã. Ok. Thì bác bóng vào chụp luôn đi. Hôm nay chị bé dâu mới nói với mình.
cho phỏng vấn Châu xíu. Anh bên nào? Anh bên báo Sài Gòn Daily. Dạ. Châu ơi. Để cho chụp hình cái đi anh. Chờ chị đi nhá, mặc chụp chị nhá. Bây giờ trên cái kia là cái đường nào? Thank you.
Yeah.